xin chào tất cả anh chị ha. Nếu mà chúng ta đang bị những cái vấn đề ví dụ như về đại tràng này, như là chúng ta bị nặng bụng, bị táo bón, hay là chúng ta bị tiêu chảy, một ngày mà chúng ta có thể đi 4-5 lần, hay là thậm chí có những người mà chúng ta phải 2-3 ngày, thậm chí là 4-5 ngày chúng ta mới đi một lần đấy, thì đây là cái video dành cho tất cả chúng ta. Bởi vì hôm nay ở đây mình đang ngồi với chị Thúy Anh, là chủ một cái chuỗi đồng hồ chính hãng chuyên về đồng hồ Thụy Sĩ, có ở trong Tràng Tiền Plaza và các cái trung tâm thương mại. Và chị cũng đã sử dụng cái sản phẩm về men đại tràng đến từ Nhật Bản được một thời gian rồi. Thì chị Thúy Anh có thể chia sẻ cho chị là trước đây là chị gặp những cái vấn đề về đại tràng của mình như thế nào được không ạ? Đầu tiên thì chị thì bị gọi là táo bón, gọi là kinh niên rồi. Nó gọi là viêm đại tràng co thắt rồi. Và chị có nghiên cứu ấy, và chị có tìm hiểu ấy, thì hóa ra là mình cũng như kiểu là bị di truyền ấy. Mẹ chị cũng bị này, chị gái chị cũng bị này, em gái chị cũng bị này, chị thì cũng bị này. Cũng tìm hiểu và tìm mọi cách rồi. Nào là đi tập nhiều này, xong ăn uống này, uống nước này, ăn uống healthy này, ăn rau nhiều, chất xơ nhiều rồi, các kiểu. Và cũng không ăn thua. Nó cứ bị kéo dài mãi và rất là khó chịu, và nó là một tác nhân làm gây ra bệnh khác nữa cho mình nữa. Vì nếu mà bị hàng ngày mà không có đi đại tiện đều á, thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến các bệnh khác nữa, nó sẽ tích tụ cái đồ độc trong người ấy. Thế nên là chị cũng chăn trở lắm và tìm hiểu nhiều lắm. Và cũng uống nhiều loại thuốc lắm. Sau đến lúc mà được uống cái thực phẩm chức năng của bên em ấy, thì chị thấy rất là dễ chịu. Nó đáp ứng được tất cả những cái mong muốn của mình, cũng như là đảm bảo sức khỏe của mình rất là tốt. Nên là rất là thích, và chị rất là cảm ơn các em. Trước đây khi mà chị bị cái vấn đề này ấy, thường là một ngày chị đi khoảng bao nhiêu lần, hay là bao lâu chị mới đi đại tiện một lần ấy? Với là chị đã dùng những cái loại nào trước đây khi mà dùng đến cái sản phẩm của bên em chưa? Có khi đến 5 ngày đến 7 ngày ấy mới đi một lần, nó bị táo bón rồi mà. Sau khi mà mình điều chỉnh ăn uống cũng ăn thua rồi, mình thì mọi cách cũng ăn thua rồi, thì chị mới tìm thuốc để uống. Thì thuốc Tây thì nó cũng không được phép kéo dài. Đến khi mà chị cũng nghe xem trên TV, thì chị thấy có một đơn vị ấy là như kiểu khác, có một vị khác nào đó đã đầu tư vào một công ty mới, họ có sản xuất ra những cái thực phẩm bổ sung của người Việt Nam, họ dùng thực phẩm bổ sung để trị cái bệnh táo bón này, hoặc là bị viêm đại tràng này. Thế thì chị cũng mua về chị uống. Mua về uống, nhưng mà một thời gian đầu ấy, vài ngày đầu thì nó hiệu quả. Nhưng mà dùng đến 7 ngày nó lại trở lại như cũ. Đấy, sau đó chị cũng cố gắng dùng. Vì sao phải nói cố gắng, là vì là cái thuốc đấy là loại thuốc, họ phải thuốc đâu mà là họ sản xuất ra từ những cái hạt đậu xanh. Bột đậu xanh, em nó giống bột đậu xanh ấy, thì hàng ngày phải pha uống, một ngày 3 lần pha uống, thì em biết không, 2 đến 3 lần pha uống thì mỗi lần uống một cốc bự này. Vì cái bột nó nhiều mà, một gói bột nó to đùng như này. Xong rồi nó nặng lắm, xong rồi uống một mấy cả nước ấm ấm, thế là pha một cốc bột nó nở ra nó to như này. Rồi ngày nào mà uống 3 cốc đấy thì em chỉ tưởng tượng là nó khổ như nào, nhưng mà vẫn phải uống. Nhưng mà chị vẫn kiên trì, vì chị tin là mình không thể cái gì có thể bỏ ngay được. Mình đã theo là mình phải cố gắng, thì chị kiên trì được khoảng tầm 1 tháng thì không ăn thua, thì nó quay lại như cũ ấy. Sau đó thì chị uống bột khoai lang, hết bột đậu xanh thì nữa bột khoai lang thì cũng không thua. Nó cũng không, chứng bệnh nào của chị nó vẫn như cũ à. Thế là cho đến khi mà chị biết được cái sản phẩm bên em ấy, chị uống thử thế thấy là tốt. Được cả 2-3 ngày nó đã hiệu quả rồi, xong một tuần thì nó vẫn duy trì, và ngạc nhiên nhất là một tháng nó duy trì và cảm thấy cho chị một cái tuần hoàn, nó rất là dễ chịu, đúng giờ đúng ngày là nó thải hết chất độc tố của người ra, rất là tốt. Chị biết không? Bởi vì thế này, trước khi mà em làm cái nhập cái sản phẩm này từ Nhật về ấy, thì khi mà em bị gọi là hậu Covid, di chứng của hậu Covid ấy, thì thường đó là mạch máu mình bị tổn thương, thì dẫn tới đó là một trong những cái điều mình bị đó chính là về đại tràng. Thì sau đó em gần bị nhiễm về HP. Và sau khi mà điều trị HP xong thì gần như là em cũng bị nặng. Có ngày ấy, thì nó đi rất là nhiều lần, có khi thì phải mấy ngày nó mới đi được. Tức là nó không có ổn định về cái hệ tiêu hóa của mình. Thì sau đó thì em có uống những cái loại, ví dụ như là về cái vi khuẩn có lợi ấy, hay là uống rất là nhiều loại đó, nhưng nó vẫn không có tác dụng nhiều. Thì sau đó khi mà em cái chuyến mà em đi qua Nhật ấy, thì bên đối tác Nhật họ mới giới thiệu cho em về cái sản phẩm này. Thì họ nói rằng là cái việc mà mình uống vi khuẩn có lợi ấy, thì người ta chứng minh rằng là vi khuẩn có lợi khi mà mình uống qua cái hệ đường axit dạ dày của mình ấy, thì tỷ lệ nó chết đến phải trên 95%.
có thậm chí là 99 về mấy phần trăm là vi khuẩn có lợi là nó chết sạch đi rồi, nó không còn có khả năng sống sót nữa, nên là việc mà bổ sung qua cái việc mà đồ uống đó nó không có hiệu quả. Thì người Nhật người ta đã nghiên cứu ra đó là gì, thay vì là cho uống những vi khuẩn có lợi thì người ta tạo ra cái chất xơ hòa tan, và cái sản phẩm mình của mình đó là một dạng về 100% chất xơ hòa tan. Thì khi mà chất xơ hòa tan nó gặp nước ấy, thì nó tạo thành một cái dạng về gel gel. À, thì thứ nhất là nó làm chậm cái quá trình cái thức ăn nó đi qua đường ruột ấy, nó chậm lại, thì nó làm cho hấp thu cái đồ ăn dinh dưỡng nó tốt hơn. Cái thứ hai nữa là giảm trừ cái việc mà hấp thu cái đường vào trong cơ thể của mình ấy, thì làm cho những người mà bị tiểu đường ấy, thì khi mà uống cái sản phẩm này cũng hỗ trợ rất là nhiều. Và cái thứ ba đó là cái sản phẩm này khi mà nó là dạng chất gel như vậy, thì khi mà nó đi vào đại trực tràng ấy, nó làm cho phân của mình nó mềm lại và nó thành khuôn. Đó là lý do vì sao khi mình uống khoảng tầm vài ngày hoặc là một tuần ấy, đấy, thì bắt đầu của mình nó đi nó thành khuôn mà nó đi dễ dàng hơn và nó cảm thấy nó nhẹ nhàng. Đấy. Và cái thứ hai nữa, vì đây là chất xơ hòa tan nên nó tạo ra cái môi trường cho vi khuẩn có lợi nó sinh sôi nảy nở nó rất là tốt, và nó là thức ăn cho vi khuẩn có lợi nữa. Thì khi mà vi khuẩn có lợi nó ăn và nó sống khỏe mạnh và nó có môi trường để nó sống tốt ấy, thì nó bắt đầu nó tiêu diệt những cái vi khuẩn có hại và nó cân bằng lại giữa hệ vi khuẩn trong đường ruột. Và đó là lý do vì sao khi mình dùng sản phẩm này ấy, thì nó hiệu quả nhanh như vậy. À, thì đó là về cơ chế. Thì khi mà em thấy là cái họ giải thích một cái cơ chế rất hay hợp lý như vậy, và đối với Nhật thì em cảm thấy rất là tin tưởng, và bắt đầu em về dùng thì em thấy hiệu quả ngay sau khoảng tầm vài ba ngày đầu tiên luôn. Đấy, thì bắt đầu em mới quyết định là em nhập cái sản phẩm này để em phân phối ở tại Việt Nam mình. Đó, thì em muốn hỏi chị một cái là, bởi vì khi mà chị dùng được một cái thời gian đúng không, và chị bắt đầu có hiệu quả rồi, thì đến nay là chị dùng được khoảng tầm hơn 2 tháng và cái kết quả của chị cũng đã thay đổi rất nhiều, thì em thấy là chị còn muốn lấy nhiều hơn ấy. Chị có thể chia sẻ cho em về vì lý do vì sao chị lại muốn lấy nhiều hơn và đạt thành nhiều hơn không? Thực ra là ngay ban đầu ấy, khi mà may mắn mà biết được loại thuốc này ấy, thì chị rất tin tưởng là những cái thực phẩm chức năng của Nhật. Vì với chị ấy, chị là kinh doanh đồng hồ của Thụy Sĩ và đồng hồ Nhật Bản nữa, thì chị làm việc với người Nhật 2 năm nay rồi, chị biết cái tính kỷ luật và cũng như là cái cách mà con người ta kinh doanh ấy, người ta trọng chữ tín vô cùng. Người ta nói cái gì ra là phải đúng như thế, và người ta không bao giờ dám làm sai cái gì cả. Vì cái cả đất nước Nhật hay là văn hóa Nhật hay là cái gì đấy, họ đã sản sinh ra những con người như vậy. Thế mà chị đã nhìn Nhật của Nhật là chị đã tin rồi, và chị đã dùng, và chị dùng tin dùng và nó hiệu quả. Cái thứ hai là thích nhất là cái loại thuốc này của em ấy rất là nhỏ gọn, và khi mà pha chế uống rất là tiện. Có nghĩa là nó nhỏ xíu à, mang đi chị hay đi công tác mà chị cứ mang theo vài gói nhỏ nhỏ thôi, và uống bất cứ lúc nào một chút nước thôi là đã một xíu thôi là đã uống được rồi, không như các loại thực phẩm chức năng khác phải uống một lượng rất là lớn vào người. Đó, anh là chị thích nhất là cái thứ hai. Cái thứ ba là khi mà dùng ấy nó hiệu quả cực kỳ luôn ấy, vì là nếu mà cái bệnh của chị ấy mà không được uống cái loại thuốc này mà không được hiệu quả ấy, nó không được đẩy cái độc tố ra ngoài trong hàng ngày ấy, thì nó sẽ sản sinh ra bệnh khác trong cơ thể của mình. Vì nó chứa lại tất cả những chất độc trong cơ thể mà nó rất là nguy hiểm. Thế nên là chị rất là mừng, và thành ra chị đã muốn là mua một số lượng rất là lớn để uống dần, với cả là cho gia đình nhà chị nữa, cho mẹ và con chị các thứ đấy, để cho mọi người uống để mọi người có sức khỏe tốt hơn. Ok chị, cảm ơn chị. Đấy là khi mà dùng bắt đầu mình mới thấy hiệu quả đúng không chị? Hiện tại ấy, thì cũng có rất nhiều người họ cũng muốn sử dụng cái sản phẩm này ấy, chị, nhưng là họ vẫn đang còn có rất là nhiều cái nghi ngờ lo ngại. Và với chị là chủ một cái chuỗi về đồng hồ, về thương hiệu của Thụy Sĩ đúng không, của Nhật, đó là đồng hồ chính hãng, tất nhiên để mời chị quay quảng cáo review thì chắc chắn là rất là khó và gần như là không thể đúng không? Thì chị có thể chia sẻ vì lý do vì sao chị lại đồng ý hôm nay khi mà em có thể nhờ chị chia sẻ sau khi mà chị sử dụng một thời gian thấy kết quả đấy. Thực ra ấy, thì chị không bao giờ nói về cái gì mà chị không biết. Những cái gì chị phải nghiên cứu và chị phải dùng rồi thì thấy hiệu quả thì chị mới dám nói ra, vì cái uy tín của mình hoặc là những cái gì mình nói ra nó rất là quan trọng đối với bản thân mình. Thế nên ra là khi chị dùng rồi thì thấy là tốt là cái nhất, hiệu quả. Cái thứ hai nữa là chị là cái người mà nó như kiểu dạng như kiểu là mình đã kinh qua, mình đã nghiên cứu kỹ, và mình chị đang nói thẳng ra là chị là người anti với tất cả các thực phẩm chức năng. Chị là người cực kỳ khó tính trong cái việc mà lựa chọn thực phẩm chức năng để uống vào cơ thể mình, vì nhà chị có rất là nhiều gia đình ở bên Mỹ này, bên Pháp, rồi là bên Canada, con cháu rồi anh chị em ruột thịt cứ gửi thực phẩm chức năng mình cho uống, không bao giờ chị uống. Never luôn, không bao giờ chị dùng, vì làm sao, vì chị rất là sợ. Chị sợ là uống nhiều sẽ hại nọ hại kia, nhưng mà đây là cái bệnh thực tế của chị. Đại tràng là bệnh thực tế, và chị bắt buộc phải đi nghiên cứu. Nghiên cứu là vì sao nó có bệnh này, nó thì ra sao, và cần phải uống cái gì vào để cho nó
nó đào thải độc tố trong cơ thể. Thế thì chị đã từng uống rất là nhiều thứ rồi, và đến khi chọn được một cái loại thực phẩm chức năng của bên em ấy, của Nhật ấy, lúc đầu chị cũng tin 50% thôi. Yeah. Nhưng mà mình có bệnh mà. Yeah. Thì mình phải uống. Mình uống thì mình thấy cực kỳ hiệu quả hơn tất cả những loại thuốc mà mình đã sử dụng. Thành ra là chị rất là tin tưởng, và chị nghĩ là nếu mà cái loại thuốc này em cần phải cho nhiều người biết hơn nữa để giúp họ giải quyết được những cái bệnh này, vì cái bệnh này nó nghe chừng có vẻ đơn giản đấy, nhưng mà nó là mầm mống của tất cả các bệnh khác trong cơ thể của mình. Và cái thứ hai, em chị có một người bạn, anh ấy là một chủ tịch của một hãng dược. Thế thì anh cũng rất là cẩn thận chứ, người ta có nghề có nghiệp và người ta có kiến thức. Thế là anh ấy cũng chia sẻ với chị là anh cũng bị bệnh giống y chang như chị này. Thế là anh ấy đã mua một cái loại thuốc của châu Âu. Nhưng mà ở châu Âu thì không hiểu họ công nghệ mạnh như thế mà họ vẫn sản xuất ra loại thuốc mà có một cái nhược điểm, mỗi lần uống ấy nó chỉ 1-2-3 viên thôi. Nhỏ xíu ấy thôi, nhưng mà phải uống một cốc nước thật là to, nước lạnh. Thậm chí cho đá vào thành lạnh để làm gì em biết đâu, nó dẫn thuốc đi qua dạ dày, nó không bị acid làm chết viên thuốc đó. Thế đó là một nhược điểm của viên thuốc đấy rồi. Mặc dù làm thế này, anh ra là uống rất là nhiều nước và phải lớp lạnh. Có những ngày anh ấy uống thì nó hiệu quả, có những ngày nó không hiệu quả. Vì làm sao? Nó không đủ lạnh để dẫn viên thuốc xuống dưới bên dưới, thế là nó qua dày nó chết, viên thuốc nó chết không hiệu quả nữa. Thế nên ra là khi mà chị nói với anh ấy là cái này của thực phẩm ăn giống của anh nhưng mà của Nhật, nó lại giải quyết được cái vấn đề đó. Thế thì thế là anh ấy uống và anh bảo thế thì tốt quá. Chứ còn bây giờ uống viên thuốc này thì uống cốc nước lạnh thì sợ. Nó thành một điều nó làm cho người ta khổ đấy. Thế là thế nhà chị nghĩ là khi mà rất là nhiều người đã phải kinh qua và đã phải có những cái trải nghiệm nó không được tốt cho cái bệnh của mình rồi mà tìm được rất tốt hay đấy, thì nếu mà bảo ta hãy cứ dùng đi rất là khó. Thực ra là mình phải dùng để mình biết là cơ thể mình có phù hợp hay không. Đó thì chị thấy là thuốc tốt mà mọi người nên dùng. Ok chị, cảm ơn chị rất nhiều. Hiện tại thì cũng có rất nhiều người họ đang xem những cái video của bọn em nói về cái sản phẩm này, và họ cũng có mong muốn sử dụng, họ cũng có vấn đề đấy, nhưng họ vẫn còn có một cái điều gì đó họ đang lo lắng, họ đang suy nghĩ, họ đang nghi ngờ về việc sản phẩm này có tốt hay không, có đúng từ Nhật Bản hay không, nó có hiệu quả hay không. Thì với chị là một người đã sử dụng hơn 2 tháng và cũng đã mang lại hiệu quả cho mình rồi, thì chị có thể có một cái điều gì đó chị muốn chia sẻ với mọi người, thì chị có thể chia sẻ cái điều gì với mọi người đang xem cái video này được không? Cái loại thực phẩm chức năng này thì làm rất là hiệu quả với cả bản thân chị. Thế mà chị cũng rất là muốn là nếu mà những ai mà bị cái bệnh đại tràng như vậy ấy, thì nên sử dụng thuốc này để mà cải thiện được cái sức khỏe của mình. Thế nên mọi người hãy dùng thử và để cảm nhận cho cơ thể của mình, và tự câu trả lời sẽ là sức khỏe của bản thân mình. Ok chị, cảm ơn chị rất nhiều đã hôm nay dành thời gian để mà chia sẻ cùng với tất cả anh chị mà chúng ta đang bị vấn đề về đại tràng này. Thì nên là những anh chị nào mà chúng ta đang bị vấn đề về đại tràng như là bị táo bón, bị tiêu chảy, chúng ta ngày đi có thể 4-5 lần, hay là có khi là chúng ta phải mấy ngày chúng ta mới đi một lần đấy, thì chúng ta hãy để lại tên số điện thoại dưới đoạn video clip để được link cùng với đội ngũ của mình sẽ liên hệ và tư vấn cho tất cả anh chị chúng ta. Và cảm ơn chị Thúy Anh ngày hôm nay đã dành cái thời gian để chia sẻ cùng với em, với tất cả mọi người về cái kết quả của chị sau một cái thời gian sử dụng sản phẩm chị nhé.